Cán bộ công chức không làm được việc không chỉ khiến ngân sách nhà nước lãng phí vì trả công nhầm đối tượng, mà chính một bộ phận cán bộ này cũng là nhân tố tích cực nhất gây nhũng nhiễu doanh nghiệp, người dân, làm giảm sự cạnh tranh về môi trường kinh doanh trong con mắt nhà đầu tư. Vì vậy, mức trợ cấp tối đa 200 triệu cho một người xin nghỉ hưu trước tuổi tưởng là cao, nhưng nếu xét trên nhiều mặt thì vẫn còn rẻ so với việc duy trì những cán bộ này. Tuy vậy, vẫn còn đó những băn khoăn liệu có bao nhiêu cán bộ công chức lãnh đạo sẵn sàng nhận hỗ trợ tới 200 triệu đồng để tự nguyện rút lui? Vì thực tế ở không ít cơ quan đơn vị, có những cán bộ sắp sửa hạ cánh, họ không làm bất cứ việc gì nhưng vẫn hưởng lương phụ cấp cao ngất ngường. Đó còn là những khoản tiền chim nổi quỹ trong quỹ ngoài hoặc thu được từ những chiêu hạch sách người dân và doanh nghiệp để kiếm thêm không phải là hiếm. Này họ có dám chấp nhận nghỉ sớm để nhận trợ cấp tối đa 200 triệu hay không? Và sáng kiến này ở góc độ nào đó cũng phản ánh sự bất lực của không ít cơ quan đơn vị trong việc xử lý cán bộ yếu kém. Không riêng gì ở Đà Nẵng, ngay tại thủ đô Hà Nội cũng có nhiều ví dụ chứng minh thực tế này nhìn rộng ra các địa phương trên cả nước hầu như địa phương nào bộ ngành nào đơn vị nào cũng kêu ở chỗ mình có cán bộ không làm được việc nhưng không thể cho nghỉ vì lý do cơ chế và lịch sử để lại kết quả là sau mỗi lần hô hào tinh giản biên chế thì bộ máy lại phình to để loại bỏ cán bộ yếu kém cần những giải pháp mạnh của từng tổ chức đơn vị thay vì ca thán đổ lỗi cho cơ chế cho lịch sử để lại các nghị quyết của Đảng về tinh giản bộ máy đã có, quy định siết chặt kỷ cương kỷ luật cán bộ công chức cũng không thiếu. Chỉ cần thực hiện nghiêm túc là có thể loại bỏ được những cán bộ yếu kém này. Trong đánh giá nhận xét cán bộ công chức hàng năm, cần lượng hóa cụ thể từng tiêu chí, từng việc làm thay vì nhận xét bình bầu định tính. Tất cả phải được thực hiện công khai, công bằng và khách quan, có cơ chế kiểm tra, giám sát chéo giữa các phòng ban. Công chức được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ phải thể hiện bằng kết quả làm việc, lượng hóa từng tiêu chí thể hiện bằng sản phẩm chứ không phải hoàn thành công việc bằng sự yêu ghét của đồng nghiệp của lãnh đạo. Về cơ chế tuyển dụng, công khai thi tuyển cạnh tranh vào những vị trí việc làm thay vì xét tuyển qua quan hệ tiền tệ cán bộ cấp càng cao càng phải nêu gương nói không với chuyện cài cắm, gửi gắm, gọi điện, thư tay cho đơn vị cấp dưới tuyển dụng con em mình.